Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở tại nhà hội, nhà của chị Thúy, nhà hội nhé. Thì căn nhà vừa sử dụng sơn Kisona làm đẹp căn nhà này xong. Thì cái màu tường là màu trắng sứ mọi người. Nhà này không bà nhé, đánh trực tiếp. Và màu chỉ thì là màu cà phê. Đấy. Sơn siêu bóng ngoài mọi người nhé. Sơn siêu bóng ngoài màu trắng sứ. Căn nhà này thì sơn lại, trước đây làm lâu rồi thì hôm nay trang trí lại. Còn căn nhà ngang này thì mới xây, vào bên trong cho mọi người xem nhé. Đây, ra ngoài là màu trắng sứ, không bà mọi người nhé, lắm trực tiếp luôn. Hai nước lót sóng phủ hai nước màu, tất nhiên là lắm trực tiếp thì nó không được đẹp bằng bà, nhưng mà để về hồ bản dính chất lượng bền lâu hơn thì chắc chắn nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nó hơi tổn sơn một tí thì đường nào cũng vậy, tổn sơn hơn nhưng mà được bền màu lâu hơn. Đang sử dụng khoảng cỡ 10 đến 15 năm sổ màu thì bây giờ phải đến 15 đến 20 năm, nó sẽ đắt thêm vài năm nữa. Thì hôm nay nhà mình là đi diện tích biển là Kisona để làm marketing, thứ hai là dùng để đảm bảo chất lượng, dùng để bảo hành cho khách luôn, nhà nào làm thì mình dừng nhà đấy, cam kết bảo hành rồi là quảng cáo marketing. Thì mình quay review lại cho các bạn xem, trước đây mình cũng đã quay căn nhà này rồi nhưng mà hôm nay mình quay lại cho các bạn xem. Thôi video này đến đấy là hết, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin và hẹn gặp lại các bạn video sau.